Cách tra cứu điểm thi lớp 10 thành phố Hồ Chí Minh năm 2023. Ngày 20 tháng 6, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã công bố điểm thi lớp 10 cho hơn 96.000 thí sinh. Hoàn thành chấm thi lớp 10, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã bước đầu thông tin về phổ điểm. Thí sinh có thể tra cứu điểm thi lớp 10 trên báo Vietnamnet https://vietnamnet.vn/giao-duc-điểm-thi. Sau đó chọn mục điểm thi lớp 10. https://vietnamnet.vn/giao-duc-điểm-thi/tra-cứu-điểm-thi vào lớp 10 2023. Thí sinh chọn cụm thi Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, nhập số báo danh và tra cứu điểm. Ngoài ra, thí sinh cũng có thể tra cứu điểm trên website của Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh. Theo Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, những thí sinh trúng tuyển vào các trường trên và diện tuyển thẳng sẽ nộp hồ sơ nhập học từ ngày 25 đến trước 16 giờ ngày 29 tháng 6. Trong thời gian trên, thí sinh không nộp hồ sơ nhập học trường sẽ xóa tên trong danh sách trúng tuyển. Ngày 30 tháng 6, công bố kết quả phúc khảo bài thi, những thí sinh trúng tuyển sau khi có kết quả phúc khảo sẽ nộp hồ sơ nhập học vào trường, lớp chuyên, tích hợp trong ngày 5 tháng 7. Đến ngày 10 tháng 7, Sở sẽ công bố điểm chuẩn tuyển sinh và danh sách thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 thường của các trường công lập. Cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông công lập như sau. Điểm xét tuyển bằng điểm thi môn ngữ văn, cộng điểm thi môn ngoại ngữ, cộng điểm thi môn toán, cộng điểm ưu tiên nếu có. Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi. Điểm bài thi được cho theo thang điểm từ 0 đến 10, điểm lẻ đến 0,25. Điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên được hưởng chế độ ưu tiên tối đa không quá 3 điểm. Thí sinh trúng tuyển phải dự thi đủ cả 3 bài thi và không có bài thi nào bị điểm 0. Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh của từng trường, số lượng đăng ký các nguyện vọng và điểm xét tuyển, Sở Giáo dục Đào tạo sẽ xét duyệt công bố điểm chuẩn của từng trường theo nguyên tắc điểm chuẩn nguyện vọng 2 cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 và điểm chuẩn nguyện vọng 3 cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 2. Việc trúng tuyển của học sinh sẽ căn cứ vào 3 nguyện vọng mà học sinh đã đăng ký theo thứ tự ưu tiên từ nguyện vọng 1 đến nguyện vọng 2 và cuối cùng là nguyện vọng 3. Các trường chỉ được nhận các học sinh trúng tuyển lớp 10 theo đúng danh sách mà Sở Giáo dục Đào tạo đã xét duyệt.